Phải mất đến 10 năm mới có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Nhưng Inter Milan đã không có sự chuẩn bị tốt nhất trong vòng đấu khắc nghiệt này khi bất ngờ sa sút về phong độ ở Serie A trong những tuần gần đây. Các trận hòa và thua trước các đối thủ lớn trực tiếp như Napoli hay AC Milan đã khiến đội bóng huấn luyện viên Inzaghi để mất ngôi đầu bảng vào tay các đội bóng cùng thành phố. Nhà vô địch Italia cho thấy họ có rất nhiều vấn đề trong phòng ngự và sự kém hiệu quả trong tấn công cũng như thiếu sự tập trung và sự lì lợm trong những trận đấu lớn. Điều đó khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi bị nghi ngờ rất nhiều về khả năng có được kết quả có lợi trước Liverpool, bất chấp việc họ được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi. Trong khi đó, đội bóng nước Anh đang có được phong độ hủy diệt và vẫn duy trì được cơ hội giành cú ăn 4 ở mùa giải này. Jacob đã lọt vào chung kết cúp liên đoàn và cuối tuần trước vừa thu hẹp khoảng cách với Manchester City ở Premier League nhờ chiến thắng thuyết phục trước Leicester cũng như có sự chuẩn bị tốt cho chuyến đi tới Ý. Lúc này, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã sở hữu một dàn cầu thủ thiện chiến và họ cũng giàu kinh nghiệm thi đấu ở Champions League hơn đối thủ, nên lữ đoàn đỏ hoàn toàn tự tin giành chiến thắng tại Italia. Ở trận này, huấn luyện viên Simone Inzaghi thiếu hàng loạt những cầu thủ quan trọng như Barella, hay Bastoni bị treo giò, trong khi Gosen, Vecino và Correa đồng loạt chấn thương, khiến Inter Milan mất đi những lựa chọn cần thiết cho trận tiếp đón Liverpool. Ở phía bên kia, người đồng nghiệp của ông là Julian Klopp nhận liên tiếp những tin vui vì sự trở lại của bộ đôi Mane và Salah sau khi tham dự Afcon. Thiago cũng thi đấu thăng hoa sau chấn thương, càng giúp chiến lược ra người Đức có được lực lượng dồi dào để tới nước Ý. Liverpool không có để khuất phục Inter Milan trong hai lần đối đầu với đối thủ tại đấu trường châu Âu và họ đang rất muốn có lần thứ ba làm được điều đó. Xét về phong độ, đội bóng nước Anh toàn thắng cả 5 trận gần nhất, trong khi Inter Milan chơi khá thất thường với 3 trận thắng, một trận hòa và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Ở đấu trường Champions, Liverpool luôn là một trong những ứng cử viên lớn của chức vô địch với những cầu thủ chất lượng và có phong độ cao. Trong khi Inter Milan luôn chơi rất tệ khi đối mặt với các đội bóng lớn và họ cũng đã chơi sa sút ở thời điểm này. Vì thế, người chơi nên chọn thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp để đặt niềm tin. Dù các ngôi sao trên hàng công của Liverpool đang chơi khá thăng hoa, nhưng tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sẽ khiến Inter Milan phải chơi thận trọng. Mặt khác, trong các trận đối đầu với các đối thủ lớn, cả Liverpool và Inter Milan đều không ghi được quá hai bàn một trận, nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ có ít bàn thắng được ghi. Dự đoán của Thể Thao Văn Hóa: Inter Milan Liverpool 0-1